Chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp đấu vòi cho cái bộ bơm này. Đập cò đập thít này. Nó có 3 cửa. Luôn. Nhưng mà phải sạc đây cho cái củ điện này nó ấy. Cái này không có cái củ sạc riêng này. Rất. Rất một phát luôn, cứ để nửa tiếng là nó ngon lành nhanh mà. Không đem ra ngoài ao ấy thử. Ông cứ bắt đi mai ra thử quá lạ. Còn hơi lọc rồi các bạn. Để đệm nó rồi.
quá, bây giờ mình đệm vào. Cái này đệm mà ông xả nhé. Vâng, đây là ông xả. Ông xả nó mới mềm này, ông hút anh lắp cái này nó hút bẹp ngay. Ông quay đi xong mai thử luôn nữa. Gặp tay vừa phát dầu vẫn còn. Nó em giật rồi nhưng mà lần trước mẹ sái tay khiếp. Không đủ lực à? Không đủ lực. Cái này cho bà con về cái gì nhỉ? Ừ. Đấy. Để xong nó rồi, ăn vào này. Cái này đầu vào với đầu ra nó bằng nhau nhé mọi người nhé. Bây giờ tiếp
đầu hút. Này còn cái máy bắn ốc bắn chích. Này nó phát minh ra cái ốc vặn này giỏi phết. Có những cái nhìn tưởng rất đơn giản, để thiết kế ra nó là cả một quá trình. Này quá to rồi. Ống này nó dày. Mình vào cái thằng nhỏ đi. Cái này là đầu tiên mình lắp, chưa có kinh nghiệm. Đang cần nó rộng ra, đi vặn nhỏ lại. Đấu vào. Quan trọng nhất là cái cửa vào cửa ra. Còn cái dọ hút này thì do cái này nó không phải dùng van một chiều ở phía ngoài nên là mọi người có thể chế được cái khác. Đốt. Đấy. Rồi. Răng vào. Tiếp đến là đầu dọ. Sư thầy lại ở đây. Tắt ao chùa. Cắm vào đây. Mình vô này vào. Bà con mà dùng máy sới mini loại đấu đầu là cái này rất tiện.
thằng đuôi nó không có sẵn một cái cửa đây, cái rọ đây, cái rọ này là trong trường hợp mà bà con có làm rơi vỡ cái này á, bà con có thể chế được, uốn mấy cái vòng vòng ở đây này. Hàn nó lại, sắt này là sắt ống này ống 50. Mình đo xem cái cốt này cốt bao nhiêu. Thôi, mình sẽ đo rồi. 48. Lên tít trên này nó là 50 còn tới ngay lối đây là 48. Đây là cốt 48. Người ống này ống 50. Lỗ trong vào siết lại. Úi dồi, bò lắm. Mình cái này là mình đang lắp vào cái máy đề điện nên chắc là mình phải khởi động cho nó nổ để nó ấy đã. Nếu mà cái giọng này mà hỏng nhá thì mọi người có thể mua cái đầu thu 48 ấy, cái đường kính ngoài là 48 ấy. Đấy, thì mọi người lắp vào đây được. Bởi vì cái ống này của nó là nó có cốt sắt, có cái lò xo bên trong nó cứng. Nên nếu mà mọi người mua đường kính ngoài mà 50 thì mọi người phải làm là lách được vào thì là đấy, nên mọi người có thể chế cái rọ đó, mọi người làm cái ống PVC ấy, cái đầu thu ấy. Đấy, siết chặt rồi xong chưa đâu, cái nọ con làm vỡ rồi, hôm nay sẽ vỡ tiếp.
mà có biết giật không quan trọng. Đây mọi người về mo nhé, về mo là kéo dây khởi động này. Những cái lẽ áp xuống kéo dây khởi động mối rộng nhiều vòng là kéo mà nó thấy không thấy máy nó tiến về đằng trước là máy về mo rồi. Kìa nó phát hiện giật cho phát. Thử đi.